Chào các bạn đã trở lại với kênh Cá Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các cách làm mắm chấm hải sản này các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng gần một chén đường, hơn nửa chén đường và một ít ớt này, tầm khoảng nửa lạng ớt, nửa chén nước mắm và một trái chanh, một củ tỏi mình lột ra được bao nhiêu nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hành á, tỏi thì mình đã lột sạch và ớt á thì mình đã làm sạch cái phần cuống. Nước mắm mà đây có sẵn, chanh mình cũng đã nặn rồi, đường thì mình có tầm khoảng hơn nửa chén. Bây giờ ở đây mình có một cái máy xay sinh tố nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ cho cái phần tỏi này vô cái máy xay của mình. Đây mình sẽ đặt cái phần máy xay xuống này đây cho các bạn. Mình sẽ cho cái phần tỏi này vô và phần ớt. Tùy theo các bạn ăn cay thì mình sẽ tăng cái độ ớt lên một tí nha. Còn nếu như mà ăn tầm vừa thì cỡ này thôi các bạn. Mình sẽ cho hết cái đường, mình cho đường trước đi các bạn. Cho hết hơn nửa chén đường và sau nước mắm nửa chén và sẽ cho hết nước mắm vô và chanh thì chúng ta sẽ để sau, chút mình sẽ cho vô sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ đặt qua cái máy xay sinh tố của mình nha. Đây là con lúc bình 0 1 2 3 4 5 tùy theo mức độ. Bây giờ các bạn sẽ nhấn con số 1 để cho nó xay. Các bạn nhấn xay tầm khoảng cỡ 30 giây, mình sẽ tắt là mình sẽ có vòng này nó sẽ nhỏ như vậy. Bây giờ các bạn thử lượng coi, nếu mà cái lượng ớt ít quá thì các bạn sẽ tăng cái lượng ớt lên, mà lượng ớt vừa thì mình khỏi tăng nha các bạn. Đó, và cái độ mắm này nó đã dẻo, bắt đầu mình sẽ đổ và xay tiếp nha các bạn. Và các bạn sẽ xay tiếp, bạn nhấn mạnh vô là nó sẽ vị trí nằm ngay nha. Bây giờ mình xay tầm khoảng ở 1 phút rồi các bạn sẽ ngưng lại, mình sẽ đổ cái phần chanh vô. Đây mình sẽ quay cái phần chanh nha các bạn. Rất là thơm luôn nè. Đó, các bạn sẽ cho cái phần chanh vào cái nước của mình. Và mình sẽ đậy nắp lại. Và các bạn tiếp tục xay trong tầm khoảng 30 giây nha các bạn nha. Mình xay trong tầm khoảng 30 giây. Xin lỗi các bạn, tại nhà mình có con nhỏ nên nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Con mình tầm khoảng mới có 2 tuổi à, nên nó la dữ lắm. Giờ mình bắt đầu xay tiếp. Các bạn bấm xay cái chừng nào mà nó nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ nó xay tầm khoảng 1 phút chúng ta sẽ tắt nha. Đó, và tắt sẽ kiểm tra cái phần này nha các bạn. Đây nó rất là nhỏ rồi, mình sẽ cho ra một cái hũ nha các bạn. Mình cho ra cái tô cho các bạn, cái chén cho các bạn coi thử rồi mình hẳn cho ra cái hũ nha. Mình sẽ mở nắp cho các bạn coi và sẽ đổ ra cái chén nha. Mình đặt trong phạm vi cái chén này ha các bạn. Cho máy vi này là cái chén của mình sẽ quậy đều cái phần này lên. Quậy đều lên và các bạn sẽ đổ cái phần nước chấm ra. Tại vì các bạn biết không, mình mới vừa xay xong nên cái phần nước chấm nó vậy. Một hồi các bạn sẽ để nó sẽ trong lại nha. Đó, tại vì chanh nó sẽ lên nó thành cái màu như vậy nè. Đó, nếu các bạn ăn ớt thêm mình sẽ tăng độ ớt thêm. Và cái này các bạn sẽ có thể chấm ốc và chấm hải sản, chấm mực, chấm tôm, nó rất là ngon. Đó. Bây giờ còn lại các bạn sẽ đổ vào hũ và phải bỏ trong tủ lạnh nha. Các bạn bỏ trong tủ lạnh, các bạn giữ ăn trong tầm khoảng nửa tháng. Đó là khi các bạn bỏ tủ lạnh giữ lạnh là nó đã sệt hơn một tí nữa. Các bạn ăn trong tầm khoảng nửa tháng rất là ngon. Nếu các bạn nào không thích để cái phần hột ớt này của mình thì các bạn có thể bớt hột ớt ra, hoặc các bạn có thể xay nhỏ phần hột ớt nữa nha các bạn nha. Cái phần này thì các bạn sẽ xay thêm cái hột ớt mình cho nó nhỏ thêm một tí nữa cũng được. Còn không, nếu các bạn nào thích hột ớt thì mình sẽ chừa phần này lại. Và đến đây mình đã làm xong cái phần nước chấm hải sản của mình rồi các bạn. Đó, cua, ghẹ, ốc, mực các bạn chấm hải sản mình rất là ngon. Các này mình khỏi cần phải dùng bồ tạc nha các bạn. Tại vì bồ tạc thì nó rất độc, nếu các bạn ăn nó sặc nó sẽ lên não. Nhưng mà cái phần này các bạn là các bạn ăn khỏi phải sợ nha. Ớt, tỏi, chanh và nước mắm của mình. Đó, đến đây mình đã làm xong rồi. Nếu các bạn nào cảm thấy thích cái món nước chấm của mình á, thì hãy bấm like và đăng ký cho mình nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi, anh em mình cùng làm cái cách làm đơn giản. Để một khi các bạn đi biển, các bạn có thể làm ở nhà mình và đem theo cũng được. Ăn nó rất bảo đảm nha các bạn nha. Hoặc các bạn mua tôm, mực gì nhà ăn nó cũng rất ngon. Nếu các bạn nào làm thì mình chúc các bạn làm thành công nha. Và xin cảm ơn các bạn dành thời gian của bạn theo dõi video mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Xin bye bye.